Hello, hôm nay mình sẽ quay video về vùng sông nước. Hôm nay mình đây là một con sông ở Hóc Môn rất là đẹp, đang đi câu cá ha. Thấy ông chú này, ông đang nuôi vịt ở sau này, nên là mình ghé qua mình hỏi chú xíu ha. Đây đây, đang nuôi vịt đó. Chú này đang nuôi vịt, mình sẽ qua mình hỏi xíu. Chừng nữa có thể là xin chú đi lên thuyền chơi. Rồi. Dạ nhà bên bên này đây là bây giờ là ông quả ông chạy thuyền vô đây rồi, ông qua đây ông làm ruộng hả? Ờ. Giờ nãy ông làm ruộng bên kia. Ruộng ở bên trụ điện đó. À làm ruộng ở bên trụ điện bên kia. Nhà ở trong cái chỗ hạn chế phần thu nè. À dạ dạ nãy đi ngang thấy rồi. Và con trại vịt đây là của người ta nuôi hả ông? Cái nhà của thằng này nè. À dạ. Và nuôi đây có cho thả xuống sông hay được không ta? Dạ. Hôm nay đem về đổ thúc rồi. Dạ. Đổ lúa cho ăn đặng bán á. Dạ, đổ lúa cho ăn bán. À thúc vịt thịt đây là vịt đây chắc hàng ngày thả đúng không? Ờ. Rồi bây giờ thúc rồi bán. Thúc tới ngày thúc bán. Dạ. Và ông có còn chờ xuồng ra bên kia nữa không hay là ông về nhà luôn? Không, ăn đi. Dạ. Về chút nữa đi. Dạ. Ông lớn tuổi rồi mà còn cái làm ruộng ha. 72 tuổi rồi nhỉ. Dạ 72 tuổi không? Ừ. Dạ. Ông đi bộ hả? Xe nè. À dạ, ông đi bộ xa không chở đi. Có xe. Dạ. Ông làm ở bên kia, ở bên cái trụ điện đó. Ờ ngay chỗ cái trụ điện chưa kéo á. Dạ, trụ điện chưa kéo đó, đó. Làm đây rồi ông phải bơi xuồng vô đây. Dạ. Dạ. Nhà con cũng làm ruộng mà hồi giờ con chưa làm ruộng nên con không biết. Ăn rồi đi học rồi vô đi làm nên thấy ở ngoài đồng vậy miết không ha. Bây giờ về xong rồi chiều có ra làm nữa không? Giờ đang nướng cá nướng chuột đang gầy nhậu. À làm xong trưa là thường hay nhậu đúng không? Ừ. Ngày nào cũng nhậu à? Dạ. Và cái này là mình đem đồ ăn theo phải không? Xe mở ăn xe đồ ăn nổi dở đồ ăn theo. À dạ. Rồi nướng cá nướng chuột bên kia phải qua được bên kia ha. Rồi bên kia phải bơi xuống. Đi đường kia chạy lên kia chạy xuống cũng được. Dạ. Ở đây là sông gì không? Sông này tên là sông Cầu Sáng. À sông Cầu Sáng đúng không? Mình dựng xe ở đây, ngay đây có một cái miếu ha. Miếu đây. Dựng xe ở đây, trước sông có một cái miếu này. Này. Đó, bên chưa xong. Đây ông anh mình đang câu đây. Mình đi xàm. Chứ mình khả năng sát cá nó cao lắm. Đụng vô là hết cá nữa. Đó, thấy không? Không biết câu được không mà xách đồ đạc đồ dữ dằn lắm. Nãy giờ cá đốt không anh? Ừ. Bây giờ câu cái mùi gì đó? Trùng mùi dế mùi. Ấy trời ạ. Thấy không? Chuẩn bị quả dế đây còn sống ha. Ừ. Đó. Để cho nó bê ra mắt sao không cột lại anh. Không nó quái nó không bê ra. Quả nó dính vô cái dáng đây hả? Ừ nó thấy đó là giữa nó không dế nữa. Nó thấy cái đó là nó đâu chè đâu nó giữ ra nó trú chỗ trú ẩn nó. Ừ. Sông nước kiểu tình chưa? Thôi cuộc lại cho chắc chứ không bay á. Ừ, con màu đây là màu cùng đúng không? Chà 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 chà. Ngồi đây màu cùng. Trùng trong đó. Đó, mồi đây là biết gì không? Đây là nhộng em đúng không anh? Ừ. U quê mà mấy lần đi bắt em là mấy con này nè. Nấu cháo rồi thôi rồi luôn á.
đó thấy không? Ở trong đây nó bắt nó bán hay là hay là nó nuôi ta? Nuôi mới đủ số lượng cho mấy thằng câu vậy chứ. À đó thấy không? Rồi nhà lúc nhất. À, bên bên kia mấy ông đang nướng rắn nướng chuột phải qua giao lưu. Ừ. Ông chú hồi nãy cái ông mà lớn tuổi à. Ông chờ thiệt qua đây tưởng quần lại đi ké qua đó chơi chứ. Hai chờ nữa không bỏ cái bơi về luôn. Ừ, còn mình là cô câu trong này, nấp trong này phải cá trê đồ nó đớp thì cũng được. Cuộc sống yên bình không? Ở nó ăn kìa, giật lên anh. Ôi gì vậy? Đâu, kéo vô. Má cá này là một xì rượu. Thấy chưa? Chết rồi. Điện về cho bà dì gấp. Biểu bà chuẩn bị đồ nấu canh chua đồ kiểu không. Cá này là nấu gì được ta? Được à. Bà nãy giờ Mới thả. Thử. Dạ. Má có tay đâu. Quả mà sao nó quay được vài mượn cá đâu, sao con cá nó không lên ta anh? À cha, nãy giờ quay bậy luôn. Làm móc tay mà không biết con cá. Ôi trời ơi, cầm cái điện thoại trời ơi, thiệt đó anh em ơi. Họ mình cho gì ăn ha anh? Và lúa với gì vậy anh? Hủ tiếu. À dạ, hủ tiếu. Lúa với hủ tiếu. Mỗi ngày cho ăn 2 lần anh, sáng và chiều ha anh? Ăn 3 lần. Dạ 3 lần. Và dịch đây mình đang thúc là mình để đây mình đâu có thả đi đâu đúng không anh? Thả đây không đâu. Phải nuôi nhiêu đây thôi là anh còn nuôi nữa. Nó cũng bị qua coi vịt ăn. Dạ. Câu cá quay phim. À, đang đi thì bắt gặp chú này đang mò ốc, mò cua gì đây. Cái này mò cua mò ốc chú? Cá. À cá hả chú? Mò cá nó cá gì mà mình mò trong đó ta? À mình chích điện rồi mình đi mò cua mò cá đúng không chú? À. Phải nó có hang không mà chích vô cái hang hả chú? Có hang này. À. Đó, chích điện xong rồi mình mò. Hỏi mình chích về có cá bán không chú? Có. Chú làm đồng ở đây rồi chú đi chích một cá hay là chú chỉ là chích cá không thôi? Làm đồng ở đây. Dạ. Ồ, chích có dính cá kìa.
cá đó là mình chích nó mới tê tê thôi chứ nó còn sống hả đúng không chú? Còn sống. Dương cá lên coi thử chú. Ồ, đó. Dạ. Quả bình ắc quy này á mình chích là bao nhiêu volt xuống cái dòng nước đây chú? Không biết nữa. Mình chứ mình đứng ở đó con cá trê kìa chú. Trê sao bỏ hả chú? Cá trê bỏ hả chú? Nhỏ quá. Chứ mình đứng ở dưới nước mình chơi, mình đâu bị sao đâu, đúng không chú? Mà cá thì nó tê chết. Dạ. Dạ dạ. Chú chết khoảng bao lâu rồi chú về? Tính thả dài về nè, cái quỷ mở giờ làm ruộng rồi kia. Dạ. Con thấy chắc cái này nó cạn hơn, con thấy ở dưới kia cái mấy chỗ đi câu á thấy nó cái nó sâu, mình chết chắc nhiều cá hơn ha. Sâu nhiều hơn. Dạ. Mấy lần quê con chết đó là nó có cái tấm vợt á để mà mình vớt lên luôn á. Con này phải đi mò ha, chết xong rồi mò. Đứng nói nhiều con chú con chết chọn chết luôn. Mình chết vậy mà mình không làm cái vợt hả chú? Mình chết xong rồi mình lấy mình quào luôn chứ mình lỡ ra mòi nó cái đó đi rộng chứ hẹp đi không được. À dạ. Dương à. Dạ, mình chết vậy mình mò đại vậy đúng không chú? Ừ. Trúng thì mình xách lên. Dạ. Cái chết vậy chú hồi giờ chú bán được nhiều không? Hay là đủ ăn? Ăn có nhiều thì bán. Dạ. Đem lên chợ em bán hả chú? Thấy cực khổ không? Làm ruộng cực khổ không? Thấy mò được con cá vậy đó. Trời ơi, phù quá. Giờ chú về hả? Về. Dạ. Hôm qua kia dạo dạo vòng nữa, coi câu cá. Đi câu cá chơi trong dính. Cá là cái mương đó đó. Dạ dạ, con thấy hồi nãy mọi đó. Người ở bên mương bên đó. Dạ. Dạ. Cái đó phải có trứng kiến. Trứng kiến hả chú? À. Dạ. Còn có màu dế, mà dế thì nó thấy nó lớn quá, nó khó ăn ha. Trùng được hoặc là trứng kiến. Dạ. Mùa trứng kiến nhà ăn lắm. Dạ. Để với xong đổi. À. À dạ. Mua trận 20.000 câu của mấy ngày. À dạ dạ. Ở rồi, anh cảm ơn chú. Anh đi qua kia. Dạ. Sáng hôm nay mình đi xuống đây mình câu á thì với ông anh này 10 năm ở hàng à. Anh đi xuất khẩu lao động 10 năm bây giờ mới về. Nên là sẵn đang rảnh rảnh đây, hỏi ảnh kinh nghiệm đi hàng như thế nào, rồi cuộc sống ở hàng như thế nào. Nhiều lắm. Nói chung là 10 năm thì chắc cũng nhiều ha. Nói chung là cũng biết chút chút rồi, nhau nhiều. Không, ý là biết cái gì anh chia sẻ thôi. Giống như lần đầu á là mình đi á thì mình học như thế nào, anh đi giống như là ai chỉ mối sao? Hay là sao? Không, anh nó quê thì có chương trình ở quê thì nó ưu tiên cho cái những cái tỉnh nghèo như Quảng Ngãi, Bình Định là Quảng Nam, tính nói chung là từ Bình Định chạy ra thì được ưu tiên nhiều hơn. Dạ. Thì lúc đó anh có nghe chương trình đi thì cái chi phí là do Bộ Lao động nhà nước mà Bộ Lao động của mình là thu xếp đi theo diện Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì anh ra anh đi ký anh học thôi. Ủa, học là ở ngoài Quảng Ngãi hả? Ở nào ở trung tâm Quảng Ngãi mà. Và học tiếng Hàn hả? Học tiếng Hàn. Ủa rồi là hồi đó là anh 18 tuổi là anh đi luôn hay là sao? Hay là anh vô thành phố anh làm một thời gian rồi anh mới đi? Đâu, lúc đầu là 18 tuổi là lúc đó là anh chưa biết cái thông tin là đi hàng đâu, mà hồi đó hình như đi là gọi là thời trước đó là người ta chỉ từ năm 2004 là dạng chương trình tốt nghiệp sinh thôi. Tốt nghiệp sinh hả? À, trước kia tốt nghiệp sinh thôi. Rồi hai bắt đầu 2004 thì bắt đầu mới cho chứ sau này là về sao tốt nghiệp sinh thì anh mới làm thời gian lúc anh học tốt nghiệp 2003 thì anh định đi dự định anh đi nước khác chứ không có nước Hàn. Nhưng mà hồi đó anh không đủ tuổi, chưa đủ tuổi thì anh đi làm khoảng 5 năm rồi mới về anh đi học. Là theo cái chương trình của trên tỉnh là về đưa về cho địa phương đó, là mới biết được. Thì anh ra trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi thì anh đăng ký thì anh học. Anh học xong 3 tháng. 3 tháng. Ừ, 3 tháng xong rồi anh thi một kỳ sát hạch.
Và 3 tháng là biết nói sơ sơ không ta, giao tiếp hàng ngày không? Anh chỉ biết nói được cái câu như chào hỏi. Chào hỏi tiếng Hàn là gì anh? Tiền là tiền nhắn nhanh hết video là bắt đầu bắt chào. Đợi xíu, đang lên xe. Lên chiếc xe. Đồ đường đây mà có xe lớn đi qua luôn. Xe lớn đi qua nên lên dắt xe cho họ đi. Mình tiếp tục hỏi ông anh ơi. Tiếp tục chương trình. Đại truyền hình chưa hết. Nhớ tới đâu rồi ta? Tới chỗ, thấy làm mất hứng không? Tới cái chỗ mà học những cái tiếng Nhật mà mấy cái chào hỏi cơ bản nè, rồi tiền tệ nè. Và tiền đó như thế nào là nhiều người giống như là mình làm mà mình không biết á, tiền đó nó gấp mấy lần tiền Việt Nam anh. Thì như hiện tại bữa nay thì đồng tiền cái mình có nói là khoảng đi ha, cứ 1.000 thì nó là bằng 20.000 tiền mình. Như vậy cũng giống như đô vậy ha. Đâu đô khác chứ, ví dụ một đô rồi nó một đô là bằng 2, một đô là khác, còn 1.000 nó khác, một đô thì bằng 20.000 tiền mình. Còn nó 1.000 của nó, 1.000 của nó thì bằng 20.000 tiền mình. Quy đổi ra thì anh hồi đó anh cũng đi học, rồi anh học đăng ký học 3 tháng. Thì người ta học giỏi quá, coi như là người ta 3 tháng xong người ta thi, người ta đậu đi, anh học dốt nữa. 2 năm sau mình đi. Phải 2 năm sau nữa hả? Và cái đó là mình thi rớt, mình phải đợi tới cái gì nó có cái sao, đợt, cái sao nữa. Anh phải đợi cái đợt còn sau. Bây giờ là giống như thi rớt có thể đóng tiền thi lại để được đi. Đúng không? Cái hay là cho tùy theo nước. Cái đấy thì tùy theo nước thôi, nhưng mà hồi đó là mỗi năm, hồi thời của anh thì mỗi năm chỉ có mỗi được thôi. Còn này bây giờ là đóng tiền hình như là trung tâm mà, nó đóng vô trung tâm này, nó đây mà. Chứ còn cái đó là dạng giống như hồi đó là cái đợt có xuất của tỉnh nó về theo diện. Khỏi rồi, hồi đó là mình đi mấy năm anh? Nó theo cam hồi kết. Đó theo, đúng hồi đó là đi 3 năm, nếu là hoàn thành tốt trong 3 năm chứ hạn như là anh làm một công ty, anh không chuyển quá 3 công ty. Trong vòng 3 năm đó thì nếu chủ được họ ký lại thì anh ở tiếp 2 năm, còn không thì lúc đầu thì nói vậy không. Và sau này qua thời gian thì lực mình có thay đổi, làm thời gian thì lực mình nó có thay đổi thì anh làm cũng chỉ được 3 công ty. Công ty thứ 3 thì anh về anh làm. Làm qua anh làm năm đầu, hết năm đầu công ty đầu tiên. Rồi thì về công ty đó thì nói chung ở đâu cũng vậy thôi, ở bên Hàn hay là ở Việt Nam cũng vậy, có những công ty tốt, công ty xấu, có những công ty trả đúng cái lương theo hợp đồng là cam kết. Ví dụ như hồi đó anh làm một tháng là cam kết 8 tiếng là theo theo bộ lao động Hàn lấy 9 đó. Điều đó là 8 tiếng là khoảng 900 mấy chục ngàn, mười mấy 20.000 tiền Hàn á. Thì là một tháng là cái lương cơ bản, còn làm thêm thì cái tính là 150%. Làm thêm là sau 8 tiếng là tính 150%. Nên là thường mình xuất khẩu lao động mình làm thêm nhiều ha, để kiếm tiền thì chứ. Lúc đầu khoảng thời gian mới sang khoảng 3 tháng đầu thì cũng chưa làm thêm nhiều đâu. Nhưng mà 2-3 tháng sau thì bắt đầu việc nhiều thì cứ làm thêm, đóng tiền công ty ít việc và nhiều việc. Mà thời điểm đó khoảng kinh tế mà 2009, 2008 thì khoảng kinh tế thì anh đi tháng 1 2009, đầu năm 2009 khoảng kinh tế qua việc cũng ít. Nhưng mà qua anh đó thì không có làm đúng theo như cái hợp đồng là ký là 8 tiếng tiền ca đâu, mà theo dự là anh trả công ty nó sẽ trả một cái lương cục. Là làm bao nhiêu cũng trả nhiêu đó thôi hả? Cái là trả cục nghĩa là anh làm 12 tiếng, ngày 12 tiếng, tức là 6 giờ, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối là 12 tiếng. Trả lương cục hồi đó khoảng 1.2 triệu, là tính là 24 triệu từ Việt. 1.2 triệu là tiền hàng á hả? 1.2 triệu tiền hàng. Là 24 triệu tiền Việt, 1 tháng hả? 1 tháng. Nó cũng ít ha. Mình tưởng là đi nhiều tây theo thời điểm. Phải rồi hết mồi đó, nhanh nữa. Phải rồi á mình cha. Và mình đi cái kiểu đó đó là mình anh qua anh kêu á là mình tự đi cái công ty mà mình không thích á, mình là làm không thấy ok á, là mình tự đi kiếm công ty khác, hay là nó sẽ có cái giống như cái đơn vị để nó hỗ trợ mình đi kiếm công việc khác, vì mình ra hàng mình đâu biết cái đâu mà đi kiếm ta. Thì lúc đó anh Hoàng cũng ít nhiều việc lắm, nhưng mà đúng theo luật của nó thì nếu mà em làm công ty tốt, mà công ty tốt thì em làm không tốt thì nó trả không đúng hợp đồng, thì em có việc hay là nó bất ép thì cũng tùy theo vào cái trường hợp khác nhau thôi. Nhưng mà anh thì hồi đó anh cũng có
có thấy công ty nó trả lương là không đúng này, rồi trả thiếu nè, rồi làm nhiều mệt lương thất, rồi anh xin cũng là mình không làm mình xin nó chuyển, mà nếu nó cho đồng ý cho chuyển thì mình mới được chuyển. À thấy chưa, nó đồng ý nữa chứ gì à. Ừ, nó đồng ý nó cho chuyển thì nó lên nó đăng ký, nó nói là nó phê cho mình đi, thì nó lên nó nói nó đi, nó gọi lên Bộ Lao động Thương binh Xã hội cái nơi sở tại á, gọi là cái tỉnh đó, tỉnh của nơi mà mình làm việc đó, thì mình lên đó thì mình nó thông báo lên đó thì mình được đi thôi. Mình đi xin sau đó thì anh cũng không rành, anh qua anh đó thì anh đi, tụi anh đi xin hết người này đến người kia. Hồi đó công ty anh qua một lần là 6 người, nhưng mà cuối cùng là đi 5 người còn 1 người ở lại. Thì tụi anh đi thì mỗi người đi mỗi nơi. Tụi anh đi thì anh có một ông anh đó là người ở Việt Trì, ở Phú Thọ á, xin đi hai anh em cứ xách ba lô đi khắp đất nước Hàn Quốc. Nửa tháng trời cứ đi hết, tiền đầu có tiền thì đi taxi, hết tiền bắt đầu đó xe buýt, tôi xin việc hết vậy. Còn đi thì anh em cứ xách ba lô đi nè, rồi cái gặm bánh mì vậy đó. Rồi hồi đó thấy tội lắm nè, mà trong cái thời điểm đó xin việc nó cũng rất là khó. Và rồi cái đó là còn mình đi ấy thì lên máy bay, rồi ví dụ mình tới ngày rồi đi lên máy bay, rồi nó đi tới cái nó chở thẳng, nó bay thẳng tới rồi tới sân bay có người đón mình, người của công ty nổ đúng không? Đương nhiên là khi mình thi là mình đi tiếng Hàn rồi thì mình ấy chứ, mình học tiếng Hàn xong rồi mình thi sát hạch, sát hạch đậu, nếu đậu thì mình được cho đi bên cái hồ sơ mình nó sẽ gửi qua bên Hàn Quốc, là những công ty mình nó tuyển chọn mình. Giống như bây giờ mấy bạn đi Nhật vậy đó, tuyển chọn, nếu mà ông chủ ông đó ông nhận thì ông mới cho mình đi, mới cho ra đại học định hướng nhá. Ra đại học định hướng thì là cũng là thi một cái lần sát hạch học định hướng nữa, học định hướng thì khoảng nửa tháng á, cái một cái sát hạch một lần nữa thì nó cấp cho một cái chứng chỉ đó. Thì trường đó đợi tôi về thì đợi với máy bay nó thông báo về là có với máy bay cấp visa là đi thôi. Đi hàng là cần visa đúng không? Hết chứ, visa E9, gọi là visa E9. Quả vậy mình xin dễ không ta? Em mới làm cái hộ chiếu đây mà mấy đứa rủ đi hàng mà không biết này. Em đi là ví dụ như em đi thuộc diện du lịch mà. À du lịch, à đúng rồi, kia là nó cấp mấy năm để mình ở bển nó đúng không? Cái visa du lịch là nó khác, còn visa là visa E9, là visa là hợp tác lao động, du học sinh. Nó khác nữa. Vậy là nếu mà mình làm hết thời hạn á, là mình không gia hạn được á, là mình làm chui á là nó bắt, là bắt hết không? Bắt thì nó trục xuất về đúng không anh? Nó phạt tiền hả? Bắt thì trục xuất về, đưa mình về nước thôi, chứ mà nếu mình tự nguyện về thì không sao. Mà đóng bắt thì người ta giữ mình tuần lễ gì đó rồi cho đi, mà đó anh cũng không biết. Chưa bắt mà. Phải bắt mới bị biết chứ, còn chưa bắt thì chưa. Cái này các bạn. Đó. Cha. Ăn đậu. Chưa nó. Sao đó? Ăn rồi nhưng mà nó đứng nó kéo chạy mới sửa. Thôi hết mồi rồi. Kéo lúc nó. Dạ vậy là mình đi đó. Và anh đi tính ra là cũng 10 năm hả? Thì giật nhẹ nhẹ thôi. Rớt trùng nó dậy sao nó đớp, giật trùng á. Đưa đây, giật ngay giật. Thôi đã. Anh đi hồi bao nhiêu tuổi? Anh đi năm anh đầu 25 tuổi. 25 tuổi về 34 tuổi. 34 tuổi, 9-10 năm. 10 năm. À 10 năm. 25 đến đầu năm 34, cuối năm 34 tuổi. Đúng rồi, 10 năm. Ê, lúc còn hết mồi. Còn. Quả ba ơi cha. Là 10 năm đó là anh về Việt Nam mấy lần? Anh đi được 4 năm thì anh về. 4 năm về 1 lần. Về được 45 ngày. Thì anh mới sang lại. Thì 45 ngày lần hả? Cái hành trình của anh đi thì 10 năm nhưng mà nó có nhiều cái lắm. Để nói lắm, nói chung là từ từ nếu có thời gian mình chia sẻ anh em ha. Ví dụ những cái anh ở thế nào, đi đứng thế nào, qua anh đó làm việc thế nào nè. Ok. Chia sẻ cho anh em. Vì đây là mình chỉ khai quát sơ, khai quát sơ về thôi. Và rồi ở Việt Nam đây mình đi qua bên Hàn á là bao nhiêu phút anh?
Em lộn, đi máy bay á? Mình đi máy bay thì khoảng 5 tiếng. 5 tiếng. Mà thường thường mình ở Việt Nam đi sang làm đi khoảng 11 12 giờ tối á, sáng qua wow, đó 11 khoảng 12 giờ đêm giờ Việt Nam thì khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau. À. Ở bên Hàn Quốc nó lệch mỗi giờ nhiều không ta? Lệch mình đúng 2 giờ. À, lệch mình đúng 2 giờ cũng bình thường mà. Bây giờ 12 giờ mình đi bên này thì sáng qua tới bển thì khoảng 6 giờ sáng. Giờ của Hàn Quốc. Thì năm đó anh mới đầu đi thì anh ra anh học xong thi đậu, anh phải 2 năm mới được đi. Thôi dạo bây giờ cá nó ăn rồi, bây giờ mình câu cá đi. Rồi hôm nào có thời gian á, mình sẽ nói về cái cuộc sống hàng giống như là công việc như thế nào ha. Nó nhiều thứ để nói lắm. Ở 10 năm lần mà, giống như một công dân ở bển này. Nên là mình sẽ nói ở những cái video sau để mà chia sẻ cho mọi người nha anh. Hey, chào các bạn. À bye. Rồi. Mong các bạn share và comment giúp mình nha. Còn nếu có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm nha. Dạ. Phải có sai sót chứ. Phải có sai sót nhưng mà mình đã từng đi hàng rồi đó. Thì có những kinh nghiệm gì thêm hay là biết thêm thì chia sẻ nha. Mình bình luận ở dưới. Vì đây là chủ yếu là mình chia sẻ rồi mình vui là chính mà. Nên là cái nào mình trải qua thì mình nói thôi. Chứ làm sao mà đúng hết được. Đôi có khi là không dính này. Có khi là đúng với mình nhưng mà không đúng với người ta. Nên là cái này là không có đúng sai ha. Cái này là mình ảnh đi chia như thế nào à, anh chia sẻ thôi. Rồi đôi khi là sau này mình đi mình cũng có thể là mình coi clip mình cũng thể biết được sơ về bên hàng như thế nào để mình đỡ bỡ ngỡ. Giống như anh đó. Qua đâu phải là công việc nó ổn định hoài đâu. Cũng có thời điểm nó không ổn định. Và mình cũng phải tự bươn chải, mình phải đi kiếm việc thôi. Chứ lúc đó sao? Chẳng lẽ nào gọi về cho nhà mà hồi đó công nghệ cũng chưa ấy ha. Gọi về cũng khó ha. Thì hồi đó cũng nói chuyện Facebook nhắn tin cũng gọi rồi nhưng mà thật ra thì lời đó là cũng công nghệ nó chưa bằng bây giờ. Bây giờ thì mấy năm sau này thì Facebook rồi này Zalo rồi đủ các kiểu thì liên lạc tiện hơn. Giờ hồi đó mình chửi là gọi tiền nộp có tiền điện thoại mà nhớ quê rồi. Gọi tiền điện thoại hay không là nếu mà mình nghĩ trong 3 năm đầu gọi tiền điện thoại về cho bạn bè gia đình nếu mà mình không gọi lấy cái tiền nó có thể xây được một cái nhà có bốn nhỏ nhỏ cũng phải là mấy chục triệu tiền Việt kinh không, một tháng là 300.000 tiền Việt, một tháng khoảng nếu mà tính giá là một tháng ít nhất phải 4 triệu tiền điện thoại tiền Việt Nam thì một năm là 40 triệu đúng không? Mà mình 3 năm đầu hai năm đầu kiếp cây đâu ủa nó kéo đúng rồi không để cái nếu mà nó dính là nó kéo nó dính vô ấy rồi cái gì nó ăn nó giật giật ngủ lắm nó không có ăn như ấy chào có cái cần quơ nói nãy giờ mà chưa xong luôn nên là thôi mọi người đăng ký kênh đi chia sẻ giúp mình đi rồi có gì hôm sau đi mình hàng tuần mình sẽ có những cái clip về cuộc sống ở hàng đi và sau khi anh về Việt Nam rồi thì anh chia sẻ cho mình nghe. Thì sẽ mời ảnh chia sẻ những video sau. Rồi xin chào các bạn. Chào các bạn nhé.